những bà con nào mà mình ai đang muốn tìm một cái nhà mà gần trường học, ở đây là trường trung học cơ sở Bầu Năng ha. Kế bên này mình sẽ có một cái trường mẫu giáo nè, một cái trường tiểu học nữa. Nhà mình mà có con em nhỏ muốn tìm một cái nhà gần trường học thì ngày hôm nay theo chân em để chúng ta có thể xem được một cái nhà mà cách cái trường này chỉ có vài trăm mét thôi. Con em mình đi bộ đi học cũng được nữa. Tiết kiệm thời gian lắm nha bà con. Một cái căn nhà đẹp là nó sẽ hội tụ những yếu tố nào? Ngày hôm nay em Hậu sẽ gửi đến bà con mình một cái căn nhà như thế này để bà con mình có một cái nhận định coi coi phải đúng là một cái nhà đẹp và một cái tổ ấm cho bà con mình hay không nha. Và những bà con nào mới xem kênh Mua Bán Nhà Đất Thiên Ninh thì chúng ta có thể bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những sản phẩm của kênh Mua Bán Nhà Đất Thiên Ninh nha. Một cái căn nhà mà ngày hôm nay em Hậu muốn gửi đến bà con mình thuộc xã Bầu Năng, huyện Dương Minh Châu, có đầy đủ nội thất và căn nhà này cách Tòa Thánh Tây Ninh chỉ có 3 km và cách chợ Bầu Năng chỉ có 1 km thôi. Căn nhà của chúng ta nằm trên một cái con đường đất 8m và sát bên là trường học Ninh Phú Bầu Năng cũng như là đường Trường Chinh. Cái hướng bên đây cách chỉ có 60m là bà con mình sẽ thấy đó là một con đường Trường Chinh. Quẹo trái chúng ta sẽ đi về trung tâm thành phố Tây Ninh. Và con đường bên đây bà con mình sẽ có một cái tên là đường Ninh Phú. Quẹo phải là về Tòa Thánh, quẹo trái là chúng ta sẽ đi về trường trung học cơ sở Bầu Năng, cách cái vị trí em Hậu đang đứng ở đây chỉ có 400m thôi. Với đầy đủ tiện ích công năng như vậy, trong vòng bán kính 4 km bà con mình có nào là siêu thị Co.op, trường học, Tòa Thánh Tây Ninh, chợ Đầu Mối, chợ Long Hoa, và từ đây chúng ta đi về bến xe An Sương, thành phố Hồ Chí Minh, bà con mình chỉ mất có khoảng 85 km thôi. Bà con mình có thể thấy thông qua cái video thì cái vị trí nền của căn nhà này cao hơn mặt đường ở ngoài á là khoảng 4 tấc. Sau này đường của chúng ta mà làm nhựa thì rất là thấp so với cái nhà, đúng không bà con? Đây bà con, em Hậu cho bà con mình nhìn sơ lại cái đường bên đây cũng đang chuẩn bị làm nhựa nè. Đường trước mình á và các tuyến đường xung quanh đây cũng đang chuẩn bị triển khai làm nhựa hết. Hai bên thì đã có nhà rồi, nhà cửa san sát nhau. Ngay vị trí này bà con mình sẽ thấy được có một cái cổng rào gọi là kiên cố và chắc chắn. Với cái cửa bên đây chúng ta có cửa sắt sơn, bên đây là tấm cắt sắt CNC. Bờ tường thì dán gạch cao ráo, cột rất to và cao, ngay này có 2 cái đèn nữa. Mái tôn là đã đưa ra. Ở dưới đây thì sẽ được lót gạch nước chống trơn trượt và giúp cho cái nhà của chúng ta nó thêm phần sạch sẽ. Phía trên á thì bà con mình sẽ thấy nè, có một cái mái tôn. Ở dưới là có lớp cách nhiệt, xà gồ cây to to thôi. Hai bên đây có những cái cây kiển, hoa giấy, cây quýt nè. Bờ tường thì bà con mình thấy 2m2 luôn. Khúc trên có khung sắt, có mái che, mái cánh nén. Đó. Giếng khoan nha bà con. Ở đây mình xài giếng khoan. Đó, mình tiếp tục vô phía trong nhà để mình coi cái căn nhà này nó có xứng đáng là một cái căn nhà đáng mơ ước dành cho quý cô chú anh chị mình hay không nha. Một cái mặt dựng của căn nhà bên đây, dán gạch tới trần, dán dài qua phía bên đây cho bà con mình luôn. Đó. Bên đây mình sẽ có một cái ô cái chỗ này thì bà con mình để như vậy cũng được. Hoặc là mình sẽ in những cái tranh mình dán lên đây, có cái đèn pha xuống cho bà con mình nữa ha. Đấy, cửa rất rộng, xứng đáng với một cái căn nhà gọi là nhà cao cửa rộng. Vì cái cửa của chúng ta đây á là cửa 6 cánh nha bà con. Đó, bà con mình thấy rất rộng rãi, rất cao luôn nha. Khi mà chúng ta bước vào nhà thì bà con mình sẽ thấy ở trên trần mình á sẽ có một cái biểu tượng 3 cái đồng tiền. Đó, nhà mình bước vô là mình thấy đã có tiền rồi, đúng không ạ? Và tiếp theo, với một căn nhà đẹp thì sẽ được lót gạch là 80-80. Mình nhìn bước vô cái cảm giác cái nhà của mình nó rất là rộng, rất là sang. Chưa hết, một cái dách ở bên đây, bà con mình thấy
Chị chủ đã dán gạch từ phía chân lên tới trần và điểm nhấn là những cái đường kẻ màu vàng như vậy. Đó, gạch này cũng là gạch 80. Khi mà chúng ta bước qua đây thì bà con mình sẽ có được trang bị một cái bộ salon nhìn thương hiệu châu Âu. Đó, một cái cửa sổ 4 cánh cửa lùa có màn cửa. Trần nhà thì chúng ta sử dụng toàn bộ là trần thạch cao, dực hợp led âm trần, và giữa nhà sẽ có trang bị cho bà con mình một cái đèn pha lê. Nhà 5 mét thôi, nhưng mà nhìn nó rất là rộng nha bà con. Đúng phong cách là ai mà thích nhà cao cửa rộng, căn này luôn. Rất tuyệt vời cho bà con mình. Và chưa kể, căn nhà của chúng ta sẽ có 3 phòng ngủ. Đó, bây giờ chúng ta sẽ đi vô tham quan từng căn phòng nó như thế nào ha. Phần hay nó sẽ còn nằm ở phía sau, nên bà con mình sẽ ở hết video để chúng ta có thể xem được toàn bộ căn nhà. Khi bà con bước vào cái phòng đầu tiên ở đây, trần thạch cao là mình không nói rồi, dán gạch nè. Phòng thì rộng rãi, căn phòng này thì sẽ không có nhà tắm, nhà vệ sinh. Nhưng mà bù lại hai cái phòng tiếp theo thì khi bà con bước vào đây, bà con mình sẽ thấy nè, sẽ có ô sáng để lấy sáng nè. Bên đây sẽ là nhà tắm, nhà vệ sinh trong phòng ngủ của chúng ta luôn. Gạch là dán lên tới trần, bồn sứ nè, và có luôn cái máy hút mùi cho bà con mình nữa. Với hai cái phòng ngủ mà có trang bị luôn nhà tắm, nhà vệ sinh thì giúp cho chúng ta nhà mình buổi tối á, bà con mình ai mà thích sinh hoạt trực tiếp trong đây thì cũng rất là thoải mái. Hai cái phòng ngủ đều có nhà vệ sinh. Còn bà con nào mà không thích nhà vệ sinh trong phòng ngủ thì mình có cái phòng đầu tiên đó. Đó, chị chủ là thiết kế là đầy đủ công năng mà, đầy đủ theo cái nhu cầu của từng người. Và khi bà con mình bước xuống khu vực đây thì chúng ta sẽ có một cái bộ bàn ăn 4 ghế ở đây. Ghế này là ghế da simili nha. Ổ điện nè, nhiều khi mình sử dụng những cái thiết bị điện, có ổ điện sẵn cho bà con mình luôn. Một cái không gian bếp nhỏ nhắn xinh xinh với tủ bếp trên, và tủ bếp dưới là bằng nhôm giả gỗ. Một cái chỗ này là bà con mình có thể rửa rau, rửa chén. Và một điều nữa là cái vòi nước này là vòi nước nóng lạnh, và có trang bị sẵn cho bà con mình cái máy nóng lạnh luôn nha. Có máy nước nóng sẵn cho bà con mình luôn. Tí xíu mình ra mình xem ha bà con. Đấy, bên đây là bà con mình khi mà vô đây là mình sẽ có cái chỗ này là để một cái sàn nước lớn lớn ở sau nè, để mình rửa chén, nhiều khi mình nhiều chén bát mình rửa ở đây. Và máy giặt thì mình sẽ để bên đây nha bà con. Đó, ở đây mình có chỗ để máy giặt, có ổ điện đâu đầy đủ hết. Bà con mình thấy là có khung sắt ở phía trên hết cho bà con mình nè. Chỗ này là cái chỗ phơi đồ, nó ở ngoài đây nè bà con mình. Em ra đây cho bà con mình xem cái máy nước nóng ở trong đây nha. Đó, có lắp sẵn cho bà con luôn nha. Đó, còn bên đây là nhà tắm, nhà vệ sinh nè. Đây, nguyên cái bồn cầu đút nguyên khối cho bà con mình, giúp tiết kiệm nước và sử dụng nó sẽ sạch hơn, mình dội nước nó sạch hơn. Còn ai thích để cái thùng ngay này mình có luôn. Đó, chỗ này đánh răng rửa mặt là ở đây. Đó, bà con mình thấy nè, có cái vòi này. Ai muốn xịt rửa thì mình xịt rửa hay bà con. Đó, đánh răng rửa mặt ở đây đầy đủ hết cho bà con mình rồi. Đây, vòi sen. Đó, cây sen nhìn thấy nó sang thẳng lên luôn đúng không bà con. Gạch là dán lên tới trần cho bà con mình. Cửa nhà tắm là sử dụng cửa nhôm ha. Những cái mẫu nhà mà bên kênh mua bán nhà đất thì nên gửi đến bà con mình á, là đều có sổ hồng riêng ha. Công chứng bất kỳ lúc nào cũng được. Nhà mình là được xây dựng là tường riêng, móng riêng. Đó, sổ hồng riêng hết cho bà con mình. Không sử dụng sổ chung nha bà con. Tất cả sản phẩm bên em khi gửi đến bà con mình, cái quan trọng là cái pháp lý là cái hàng đầu. Nên bà con mình, ai mình mua nhà, mình quan tâm về vấn đề pháp lý nè, xây dựng nè, và vị trí, đặc biệt thêm cái giá nữa, đều kênh mua bán nhà đất nên đều thể đáp ứng được hết cho bà con mình luôn. Đó. Và trong dịp đầu năm mới thì chị chủ sẽ gửi đến bà con mình cái căn nhà này, chỉ có 1 tỷ 450 400 triệu rồi, 1 tỷ 400 triệu. Mới đầu chị có nói với em là 1 tỷ 450. Đó, nhưng mà em nói thôi bớt lọc cho bà con đi, nên chị nói vậy thôi. 1 tỷ 400 triệu là có nhà, có đất, sổ hồng riêng,
Quá tuyệt vời đúng không bà con? Và với một cái căn nhà mà gần trường học nè, chợ, đầy đủ cái công năng như vậy mà chỉ có 1 tỷ 400 triệu thôi. Và bây giờ mình xem qua cái trích lục của cái bất động sản này nha. Ở đây bà con mình sẽ có một cái thửa đất là số 950 nè. Đường mình là đường đá mi phía trước, ngang 5, dài 31.9 và quay về là hướng đông ha bà con, lệch bắc một tí xíu, và đất mình có 100 mét là đất thổ cư nha bà con. Nãy giờ bà con mình đã xem qua hết toàn bộ nhà và đất cũng như là cái sổ đất rồi. Thì bà con nào quan tâm có thể liên hệ 0839 666 736 để bên kênh mua bán nhà đất Thanh Ninh có thể hỗ trợ cho bà con mình. Và đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh cũng như chia sẻ cái video này để gửi đến bạn bè anh chị. Nhiều khi bạn bè anh chị muốn tìm nhà mà không biết ở đâu, cũng nhờ quý anh chị mình chia sẻ cái video này. Đó. 1 tỷ 450 triệu sở hữu một cái căn nhà ngang 5, dài 31, gần như 32 mét, thổ cư 100 và quay hướng đông. Đó, khu vực dân cư. Bà con nào quan tâm gọi liền 0839 666 736 ha. Bây giờ cùng em mình đi tham khảo khu vực này nha bà con. Và đây là cái con đường chúng ta sẽ đi ra trường trung học cơ sở Bầu Năng đó bà con. Với một cái vị trí, một cái căn nhà mà gần trường học. Đây là cũng là một cái điểm mạnh để bà con mình có sự lựa chọn. Vì những bà con nào mà có con em thì chúng ta muốn có một cái căn nhà gần trường học để con em mình đi học rất là thuận tiện luôn. Thì ngày hôm nay đây là một cái căn nhà kế bên trường học, chỉ có mấy trăm mét thôi. Nhà mình mà có con em đi học cũng dễ dàng, thoải mái cho bà con mình. Và với mức giá 1 tỷ 400 triệu mà có một cái nhà 3 phòng ngủ, thiết kế sang trọng hiện đại như vậy, có 2 nhà vệ sinh trong phòng ngủ thì rất là tuyệt vời đúng không ạ? Thì bà con nào quan tâm thì có thể liên hệ 0839 666 736 ha. Và chúng ta chỉ cần đi trên con đường này thì bà con mình có thể về đường DT781 về chợ Đầu Mối cũng như là về cầu Thánh Tây Ninh hả bà con. Đây bên tay phải chúng ta là trường trung học cơ sở Bầu Năng. Đây một cái điểm trường vừa mới được xây dựng lại, rất là khang trang và hoành tráng luôn. Thì video của kênh mua bán nhà đất Tây Ninh đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn bà con đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại ở các video tiếp theo. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.